chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình cập nhật thông tin quốc tế nổi bật của kênh YouTube Báo Người Lao Động. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Mời quý vị theo dõi. Tổng thống Putin đe về vũ khí hạt nhân, tên lửa tầm xa. Bên lề diễn đàn kinh tế quốc tế, Tổng thống Nga Putin ngày 5 tháng 6 đã nói chuyện trực tiếp với các phóng viên của các hãng thông tấn quốc tế lần đầu tiên kể từ khi xung đột xảy ra ở Ukraine vào cuối tháng 2 năm 2022. Khi được hỏi về nguy cơ xảy ra chiến tranh hạt nhân, người đứng đầu Điện Kremlin, 71 tuổi, nói rằng học thuyết hạt nhân của Nga cho phép sử dụng loại vũ khí đó nếu toàn vẹn lãnh thổ hoặc chủ quyền của nước này bị đe dọa. Khi được hãng tin Reuters hỏi về nguy cơ leo thang hạt nhân ở Ukraine, ông Putin nói, vì lý do nào đó, phương Tây tin rằng Nga sẽ không bao giờ sử dụng nó, vũ khí hạt nhân. Chúng tôi có học thuyết hạt nhân, hãy xem nội dung của nó. Nếu ai đó có hành động đe dọa chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của chúng tôi có thể sử dụng mọi biện pháp theo ý mình. Học thuyết hạt nhân của Nga được công bố năm 2020, đặt ra các điều kiện mà theo đó, Tổng thống Nga sẽ cân nhắc sử dụng vũ khí hạt nhân. Nói chung, đó là phản ứng đối với một cuộc tấn công sử dụng vũ khí hạt nhân hoặc vũ khí hủy diệt hàng loạt khác hoặc việc sử dụng vũ khí thông thường nhằm vào Nga khi sự tồn tại của đất nước bị đe dọa. Ông Putin bác bỏ khẳng định của phương Tây rằng Nga đã sử dụng vũ khí hạt nhân, chỉ ra rằng Mỹ là quốc gia duy nhất từng sử dụng vũ khí hạt nhân trong chiến tranh, ném bom nguyên tử xuống các thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản vào năm 1945. Ngoài việc lên tiếng về khả năng Nga sử dụng vũ khí hạt nhân, Tổng thống Putin cho biết ông đang cân nhắc triển khai tên lửa thông thường ở khoảng cách đủ để tấn công Mỹ và đồng minh. Ông Putin cho rằng ý tưởng Nga lên kế hoạch tấn công Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO là vớ vẩn. Ông Putin đã chỉ ra sức mạnh quân sự của NATO. Ông Putin cảnh báo các quyết định của phương Tây cho phép Ukraine sử dụng các loại tên lửa ngày càng mạnh hơn của phương Tây để tấn công lãnh thổ Nga là một sự leo thang nghiêm trọng. Ông Putin cho rằng việc sử dụng tên lửa ATAC hoặc tên lửa Storm Shadow của Anh nhắm vào Nga có thể dẫn đến phản ứng cứng rắn hơn từ Moscow. Chúng tôi sẽ cải thiện hệ thống phòng không và tiêu diệt chúng, ông Putin nhấn mạnh. Ông Putin nêu rõ, chúng tôi nghĩ rằng nếu ai đó cho rằng có thể đưa vũ khí như vậy đến vùng xung đột để tấn công lãnh thổ Nga và gây rắc rối cho chúng tôi, thì tại sao chúng tôi lại không có quyền đưa vũ khí cùng loại đến những vùng trên thế giới, nơi có thể thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở nhạy cảm của các nước nhằm vào Nga? Tổng thống Nga cảnh báo, nếu chúng tôi thấy các quốc gia đấy đang bị lôi kéo vào xung đột chống lại Nga, thế thì chúng tôi có quyền hành động theo cách tương tự. Đây là con đường dẫn đến những vấn đề rất nghiêm trọng. Mỹ ủng hộ công thức hòa bình của Ukraine. Người phát ngôn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết, Mỹ luôn ủng hộ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mỗi bước đi liên quan đến công thức hòa bình của ông. Đề cập đến hội nghị thảo luận về công thức hòa bình của ông Zelensky do Thụy Sĩ tổ chức ngày 15 và 16 tháng 6, ông Kirby nói rằng kể từ khi ông Zelensky đề ra công thức hòa bình gồm 10 điểm này, không có quốc gia nào mong muốn thấy nó được thực thi và thúc đẩy nhiều hơn Mỹ. Theo ông Kirby, Mỹ đã ủng hộ ông Zelensky mọi bước trong tiến trình này, nỗ lực đảm bảo rằng công thức hòa bình được hiểu rõ trên toàn thế giới và Mỹ đang tìm cách để thực hiện nó. Theo hãng thông tấn TASS hôm 4 tháng 6, Phó Tổng thống Kamala Harris và Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan sẽ đại diện Mỹ tại sự kiện ở Thụy Sĩ. Giới chức trách Thụy Sĩ nói thêm rằng Nga không có tên trong danh sách khách mời. Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cho rằng hội nghị này không thể thành công và Moscow không nhận thấy phương Tây sẵn sàng đối thoại trung thực. Trong khi đó, Nga nhiều lần nhấn mạnh Moscow chưa bao giờ bác bỏ khả năng giải quyết xung đột với Kiev thông qua đàm phán. Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Time được công bố hôm 4 tháng 6, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng tầm nhìn của ông về hòa bình cho Ukraine không nhất thiết phải là thành viên NATO. Khi được hỏi về một kết thúc hòa bình tại Ukraine, ông Biden nói, hòa bình có nghĩa là đảm bảo rằng Nga sẽ không bao giờ chiếm đóng tại Ukraine. Hòa bình là như thế đó, điều đó không có nghĩa là NATO, không nhất thiết họ là một phần của NATO. Ông nói thêm, điều đó có nghĩa là Mỹ có mối quan hệ với Ukraine, giống như Mỹ làm với các quốc gia khác, những nơi Washington cung cấp vũ khí để họ có thể tự vệ trong tương lai. Tổng thống Biden nhấn mạnh, ông không sẵn sàng ủng hộ việc NATO hóa Ukraine. Tổng thống Putin tiết lộ lá thư của Tổng thống Biden về Ukraine. Phát biểu bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế hôm 5 tháng 6,
Tổng thống Nga Vladimir Putin tiết lộ đã nhận được thư từ Tổng thống Mỹ Joe Biden liên quan cuộc khủng hoảng Ukraine. Ông chủ Điện Kremlin nói rằng ông đã trả lời, nếu ông, Tổng thống Mỹ, muốn chấm dứt tình trạng thù địch ở Ukraine, hãy ngừng cung cấp vũ khí. Sau đó, trong 2 đến 3 tháng, mọi thứ sẽ kết thúc. Nói một cách khác, Tổng thống Putin ra điều kiện với Mỹ nếu muốn Ukraine yên ổn. Theo đài RT, ông Putin tiết lộ thông tin này trong bối cảnh phương Tây tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine, làm tăng nguy cơ mở rộng xung đột. Ông Putin cho rằng khi Mỹ và các đồng minh cung cấp vũ khí tầm xa cho Kiev nhằm vào lãnh thổ Nga, Moscow có thể đáp trả bằng cách cung cấp vũ khí tương tự cho các bên nước ngoài để họ sử dụng tấn công những người ủng hộ Ukraine. Cho đến nay, Mỹ là nhà cung cấp vũ khí phương Tây lớn nhất cho Ukraine. Tổng thống Biden đang nỗ lực tái tranh cử vào cuối năm nay trong cuộc chạy đua với ứng viên đối thủ Đảng Cộng Hòa Donald Trump, người đã cam kết chấm dứt xung đột Nga-Ukraine trong vòng 24 giờ bằng cách buộc lãnh đạo của cả hai nước ngồi vào bàn thương lượng. Khi được hỏi, kịch bản chiến thắng của ông Trump trong cuộc bầu cử tháng 11 có thể ảnh hưởng như thế nào đến chính sách của Mỹ ở Ukraine, ông Putin nhìn nhận, điều đó sẽ phụ thuộc vào việc liệu chính quyền mới có ưu tiên lợi ích của người dân nước mình hay không, thay vì các lực lượng phá hoại chủ nghĩa tự do toàn cầu. Ông Putin nhận định, nếu Mỹ chú trọng lợi ích quốc gia, thì có thể sẽ có một số thay đổi trong chính sách đối ngoại liên quan đến Nga và liên quan cuộc xung đột ở Ukraine. Tuy nhiên, Tổng thống Nga cho rằng các nhà lãnh đạo Mỹ không thực sự lo lắng về số phận của Ukraine. Ông chủ Điện Kremlin nhấn mạnh, không ai ở Mỹ quan tâm đến Ukraine. Họ quan tâm đến sự vĩ đại của Mỹ. Họ không chiến đấu vì Ukraine. Họ đang đấu tranh cho sự lãnh đạo của họ trên thế giới. Họ không muốn Nga thành công, chỉ mưu thế, vì họ cho rằng điều đó sẽ gây tổn hại cho sự lãnh đạo của Mỹ. Theo Tổng thống Putin, cuộc tranh cử Tổng thống sắp tới ở Mỹ về cơ bản sẽ không làm thay đổi mối quan hệ Nga-Mỹ. Ông mô tả Tổng thống Joe Biden là một chính trị gia kiểu cũ và dễ đoán hơn so với người tiền nhiệm Donald Trump. Tổng thống Putin cũng khẳng định Nga chưa bao giờ có bất kỳ mối quan hệ nào đặc biệt với ông Trump. Ukraine tịch thu tài sản gần 1 tỷ USD của Nga. Cảnh sát quốc gia Ukraine NPU đã tịch thu gần 1 tỷ USD tài sản của Nga, theo người đứng đầu cơ quan điều tra chiến lược của NPU Andrei Rubel. Tuyên bố trên được ông Rubel đưa ra trong một cuộc phỏng vấn với RBK Ukraine hôm 4 tháng 6. Quan chức này nhấn mạnh rằng số tiền bị tịch thu đang được sử dụng để đáp ứng nhu cầu của Ukraine. Theo ông Rubel, Kiev đã tịch thu một máy bay trực thăng Bell 427, máy bay Gulfstream G650, 47 xe tải, 55 phương tiện cơ giới, cùng nhiều tài sản khác của Moscow. Tổng cộng số tài sản trị giá 38 tỷ hryvnia, khoảng 940 triệu USD, đã bị phát hiện và thu giữ. Tất cả đều phục vụ lợi ích và nhu cầu của Ukraine, bao gồm cả nhu cầu của quân đội, ông Rubel xác nhận. Chính quyền Ukraine bắt đầu tịch thu tài sản của các doanh nhân và công ty Nga ngay sau khi Moscow phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào tháng 2, 2022. Tháng 3, 2022, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ra lệnh tịch thu tài sản của Nga và cư dân Nga. Tháng tiếp theo, Quốc hội Ukraine thông qua luật nhằm quốc hữu hóa tài sản của các công ty Nga, công dân Nga và người Ukraine ủng hộ hoạt động quân sự của nước láng giềng. Ngay sau đó, cơ quan an ninh Ukraine SBU báo cáo việc thu giữ tài sản trị giá 677.000 USD thuộc về Tập đoàn Năng lượng Nhà nước Rosneft Nga. Thời điểm đó, tập đoàn này cho biết họ không có tài sản ở Ukraine. Tháng 5, 2023, SBU thông báo tịch thu toàn bộ tài sản của các chủ ngân hàng Nga là Mikhail Friedman, Piotr Avin và Andrei Kosugov. SBU cam kết bàn giao số tài sản trị giá ước tính khoảng 422 triệu USD cho nhà nước Ukraine, bao gồm các công ty tài chính và bảo hiểm,
các công ty viễn thông và công nghệ thông tin, một nhà máy nước khoáng. Tháng 8, 2023, Chánh văn phòng nội các Ukraine Oleg Nemchinov tuyên bố tài sản của Nga và Belarus bị phong tỏa đã lên tới gần 2 tỷ USD. Thời điểm đó, ông Nemchinov cho biết Ukraine đã tịch thu tài sản của 3 ngân hàng Nga, xe cộ, máy bay, 3.500 ngôi nhà, 4.000 tài sản bất động sản. Moscow đã chỉ trích bất kỳ động thái nào nhằm tịch thu tài sản của Nga, mô tả đó là hành vi chiếm đoạt trắng trợn và bất hợp pháp. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo rằng Moscow sẽ kiện lên tòa án quốc tế. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình cập nhật thông tin quốc tế nổi bật trong ngày qua của Báo Người Lao Động. Đừng quên theo dõi kênh YouTube Báo Người Lao Động. Chúng tôi còn rất nhiều chương trình hấp dẫn khác đang chờ đón quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị!